Em xin chào toàn thể mọi người ạ. Em là Duy Vũ ạ. Và phiên ngày hôm nay thì em bán hoàng thảo đơn cam nhé mọi người. Đây là một cái loại lan, nó phân bố chủ yếu tại vùng Kon Tum và Gia Lai nha. Và đơn cam thì có hai loại. Thứ nhất là cái loại mà thân nù, thì nó phổ biến hơn với cái kích thước chiều dài của cây khi trưởng thành là tầm từ là 15 đến lại 20 cm, có thể là có những cây dài hơn. Thì cái loại này nó khá là phổ biến và phân bố nhiều ở Kon Tum. Còn cái đơn cam mà em đang bán ở cái phiên ngày hôm nay là đơn cam loại là thân dài nhá, được bốc từ rừng Iali hay còn gọi là rừng Gia Ly á của tỉnh Gia Lai, cũng là cái địa danh mà nó giáp giữa Kon Tum và Gia Lai luôn. Và cái loại thân dài này thì nó quý hiếm hơn nhé mọi người. Cái chiều dài của cây khi trưởng thành thì có thể là hơn 50 cm luôn. Lúc trước em đã bán những cái dề khủng như vậy rồi. Đó. Còn phiên ngày hôm nay thì có mấy cái dề nhỏ nhỏ thôi. Và cái mặt hàng hôm nay thì bao gồm là 15 lô. Từ lô số 1 này đến lô số 9 nha. Là một lô gồm là 8 mâm. Giá sẽ là 380.000. Mức giá bữa hôm nay thì nó khá là rẻ so với những phiên trước. Tiếp theo này là từ lô số 10 đến lô số 15 là một lô sẽ là từ khoảng là 200.000 đồng. Mấy cây này thì nó lớn hơn. Rồi bây giờ em xin được phép là vào quay ra chi tiết từng lô luôn, anh chị xem và đặt hàng ạ. Cái màu hoa của đơn cam thì nó rất là rực rỡ nha, nó có màu cam rất là đẹp. Rồi em xin được phép quay nhé, lô số 1 của em này thì gồm là 8 mâm này, như này ở trên màn hình nha. Đó. 1 này. 2 này. 3 này, tất cả ở đây đều là nguyên bản nhé mọi người. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Cây đây thì cái mầm gốc này nó thắt ngọn này, nó lên một cái mầm gốc khác này. Và 8 đây nha. Đó là lô số 1. Rồi em qua lô số 2 nhé. Lô số 2 là 8 cái mầm này. Và cái nha, mà cái khúc này thì để ở nhà dân khá là lâu rồi thì bữa nay mới bóc về được nên là nó hơi sung lá một tí nha. 1 2 này, nên là giá nó rẻ nhưng mà nó hình dung thì cây nó vẫn còn khá là tươi chứ nó chưa chưa có héo quá nhiều đâu. Về chúng ta thuần tưới nước lại thì cây sẽ lên. Cây số 3 này. Cây số 4 này. Số 5 này. 6 này. 7 này. Đó. Nói chung là ngọn đồ vẫn còn ok nha mọi người. Và cây số 8 này gồm hai mầm gốc luôn. Rồi em qua lô số 3 nha. Lô số 3 thì cũng gồm có 8 mầm như thế này này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7, 8 này, cái khúc này gồm hai mầm nha. Đó, đó là lô số 3 nhé cả nhà. 380.000 cho 8 mầm. Em qua lô số 4 này cũng tương tự nha. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Cái mầm này thì nó lớn nhưng mà ở đây nó bị gập nhẹ nhé. Đó, gập nhẹ thì vẫn có thể là đi ngọn tiếp. 5 này. Và cái khúc này thì có tới là ba cái mầm nhỏ trên lỗ trên đai luôn, 8 mầm này. Đó là lô số 4 380.000. Em qua lô số 5 ạ. À. Lô số 5 này, 1 này. Cái này gồm hai mầm này, 2 3 này. 4 này. Thì hai cái này thì không được nguyên bản nha, hai cái dề này không được nguyên bản. Ba cái dề này chứ, ba cái dề ở đầu đây của lô số 5 thì không được nguyên bản này.
nhưng mà kích thước thì nó cũng khá là dài rồi. Rồi 6 này, 7 này, 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đây, thì tổng cộng là 7 cái dê và 8 mâm nha. Em qua lô số 6 ạ. 1 này, 2 này, 3 này. Cái đây 2 mâm luôn này, nhưng mà nó không được nguyên bản. Và 4 dê này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Em qua lô số 7 nha mọi người. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đó là 8 khúc, trong đó có những khúc nó tới là 2 mâm như thế này luôn. Đó là lô số 7 ạ. Em qua lô số 8 ạ. 1 này. Khúc đây cũng khá là nhiều mâm này, nhưng mà nó nhỏ nha. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Cái này thì không được nguyên bản này. 6 này, 7 này. Và đây là mầm số 8 ạ. Mầm số 8 thì một cái lá ngọn nó bị rộng nha. Đó, 380.000 cho lô số 8 ạ. Rồi lô số 9 của em nha. 1 này. Cái mầm này thì nó có trái luôn. Và cái mầm gốc này hình như là nó hơi yếu một tí nha. Nhưng mà nó có thể là bung cái mầm gốc khác lên của cái dề này. Lô số 9 này, 1 này, 2 này, 3 này, cái đây thì hơi xuống lá một tí. Lại một số lá bị rụng nha. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Và 8 là cái dề này. Dề này thì hai mầm gốc, một mầm thì gãy ngọn, còn một mầm thì đang đi ngọn bình thường. Đó là lô số 9 ạ, 380.000. Và bây giờ em qua mấy cái dề lớn hơn thì giá sẽ là tầm là 200.000 nha. Kích thước thì là đều hơn 20 cm rồi. Rồi đây là cái lô số 10 nha. Là cái dề thứ nhất này. 1 này. 2 này, cái đây lá rất là xanh đẹp. Đó là lô số 10 là hai dề này gồm là giá sẽ là 200, một cây thì tầm là 30 sen, còn một cây là 20 sen nha. Lô số 11 cũng là 200 này, cái dề thứ nhất đây, nguyên bản nha. 1 này. Dề thứ hai đây ạ. Cũng nguyên bản luôn, thì giá cũng là 200, là 100.000 cho một mầm. Lô số 12 ạ, cũng 200.000 này. Cái dề thứ nhất đây ạ. 1 này. Và cái dề thứ hai đây ạ. Đó, cái này thì chỗ rễ của nó bám nó hơi lỏng lỏng một tí nha mọi người. Đó là lô số 12. Em qua lô số 13. 13 là 220.000 nhá. Vì cái dề này là hai mầm gốc, nhưng mà cái mầm thứ nhất thì có thể là nó bị rụng cái lá ngọn này. Còn cái mầm gốc thứ hai thì lên tốt và bình thường rồi. Cái dề thứ hai của lô số 13 là dề này nha. Đó, thì nó cũng đang đi ngọn bình thường. Một số cái lá thì nó bị xước như thế này. Xước như thế này thì có vẻ là xước tự nhiên mọi người, chứ không phải là do vận chuyển đâu. Một số cái lá. Đó là lô số 13. Đó, mấy lô mà 200.000 hoặc là 220 này thì là kích thước nó tương đối là lớn nha. Em qua lô số 14 là một cái dề này. Dề này thì có tới là hai cái mầm gốc ở trên đây. Đó. Mọc trên một cái khúc gỗ như thế này, giá là 200. Em qua lô số 15 này, cũng là 200 và đây cũng là một cái dề có hai cái mầm gốc ở trên đây. Trên cái khúc nguyên bản. Và chỗ đây nó hơi bị long long nên người ta lấy dây họ cột lại này, dưới cái phần rễ này. Đó là tổng thể lô hàng của em nhé. Ai đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại của em đăng ở trên tiêu đề. Nhắn tin gọi điện qua cho em để được hết ạ. Còn bây giờ em xin được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Em chào toàn thể mọi người ạ.